Chào mừng các quý anh chị đã quay trở lại với thông tin bất động sản Đông Anh Sóc Sơn. Em Hùng đang có mặt tại địa chỉ thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Em có thông tin lô đất diện tích 666 m2 với mặt tiền là 20 m, mặt hậu là 21 m, lô góc. Đường trước đất rộng lên tới gần 7 m, đường bê tông. Đây là vị trí của lô đất. Hướng đi này thì các anh chị chạy ra đường Bắc Sơn kết nối vào với ngã ba Tiên Chu gần với Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn, cách khoảng 1,5 km. Vị trí này cách hồ Cầu Bãi khoảng chừng 800 m. Lô đất này thì có 80 mét đất là đất thổ cư, còn lại ở đâu đó là đất vườn. Đường ở bên này thì rộng 4,5 mét, mặt ngã tư.